Sắp đài Như Nguyễn xin chào quý vị và các bạn trở lại kênh Sắp đài Như Nguyễn. Thì sáng hôm nay Như Nguyễn được anh Tính đặt cái đàn. Đàn thùng á, cái này đàn thùng cũng giá rẻ. Thì cái này có giá là 900k chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu anh em mình phí vận chuyển nữa tầm 100.000 rồi bao da 100.000 nữa ha. Rồi. Thì Duyên mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc nha. Cảm ơn anh em mình đã lắng nghe. Và Như Nguyễn nhắc lại số điện thoại Như Nguyễn nha, 0987994759. Mọi người có nhu cầu ủng hộ Như Nguyễn nha, mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi Như Nguyễn khi có trách đàn mới cập nhật hoặc cửa hàng mới về thì mọi người cập nhật cho ha. Mình cần mua gì thì có đúng theo cái yêu cầu mình đó, mình liên hệ Như Nguyễn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh em mình ở video tiếp theo nha.